À, xin chào mọi người ha. Đây là cái mai cúc nè, cúc bi ha. Cúc bi được trồng ở miền Nam mà. Mai cúc thì nó có nhiều loại á. Chúng ta là hả giờ mình cũng có tưởng là mai cúc là chỉ có một loại thôi. Giống này là du nhập từ Bình Định vào á. Bình Định vào. Đây, nụ hoa rất là sai nè. Một cái nụ nó cho ra 2 4 5 ha, năm mà. Và cái nụ rất là tròn á, tròn như viên bi, người ta kêu là cúc bi á. Lúc sáng sớm nó nở ra hoa rất là đẹp á, nhưng mà khi mà trưa nắng á, đặc biệt là trưa nắng á, nó nở ra á, là hoa nó cái nhị này nè, nó chuyển sang màu đậm hơn ha. Và cánh hoa này khi mà nó nở là nó tự rụng luôn, nó nở khoảng 3 ngày ở ngoài mà trời nắng á, tự rụng hoa cho dạng chùm thế này luôn ha, chùm chùm luôn nè. Cúc bi nè, ở đây là nó chỉ ở dưới đây là nó chỉ có 1-2 mắt, nó chỉ có 3 cái nụ hoa thôi ha, 3 cái nụ hoa thôi, thấy chưa, chữ trời chưa, mà nó ra một chùm thế này nè, quá trời luôn ha, chỉ có 3 cái nụ hoa thôi, thấy đã gì đâu. Cái cây này 3, anh đây 3 nữa là 6, dưới đây 2 nữa, không còn nhiều quá ha, chỉ còn 10 cái nụ mà ra một cái cây thế này đây. Thấy đã không, như cái cúc mầm sâu vậy, y chang như cái cúc đi luôn ha. Mai mình như mai cúc, bây giờ người ta đặt tên nó là mai cúc ha. Bây giờ mình đây cũng giữ trời lắm nè, nó nở nè, nó nở bữa mùng 1 á, nhìn quá trời luôn ha. Đây cái mai cúc ha, là cúc bi á, cúc bi đây nở là cánh hoa này nó tự rụng á, nó tự rụng chứ nó không có dính lại trên cây. Còn đây là mai thủ đức ha, thủ đức nở cũng vàng trời hết trơn, rất là thơm á, thủ đức nở cái màu không thử vàng thơm. Đây là mai cúc ha, những cây mai thủ đức nhỏ xíu xíu này nè, nó cũng có hoa nữa nè. Đấy, bây giờ nhỏ xíu xíu nè, rất là khỏe ha, rất là khỏe. Này mà mới ghép có khoảng chừng 6-7 tháng à, 6-7 tháng à, ra cái chùm nó đã gì đâu ha. Đây là một giống mai cúc ha, cúc bi đây, cúc bi mà cái này lá xanh, cái mình kia là cúc đọt xanh á, cái đọt nó mở ra màu xanh thế này để phân biệt ra. Ở đây có giống cúc đọt đỏ nữa, cúc đọt đỏ mà cúc sáu hương, cúc rồng bay, cúc vip và cúc 150 cánh nè. Họ cái giống cúc không ở vừa mình hiện tại là có sưu tập được 6 giống cúc rồi, 6 giống cúc ha, cúc vip hoa nó rất là nhiều cánh á, nhiều cánh mà cánh nó xếp chồng với nhau, có thể nói là một loại cúc lai thôi chứ không có gì hết á, nó lai với nhau, nó lai với lai tạo với nhau, tạo ra những giống lạ mắt ha. Phần này là mai phú tần ha, phú tần ở vàng trời đó nè, rất là thơm á, mà bự chán chán không. Nở vàng cây ra nè, ngày qua mới tưới phân hữu cơ cho nó, này chúng ta cũng nên tưới đi cho nở bông nó nở bự bự lên, bự mà không có không cây không mất sức nữa, lo chơi không mà không có lo tưới cho nó, không có bổ sung cho nó là bông nó nhỏ thôi, mấy ngày đầu bông bự bự ra, mấy ngày sau để ý là bông nhỏ không à, thì nó hết sức rồi, nên phải bổ sung cái phần dưỡng chất cho nó ha. Đây là cái giống cúc đọt đỏ nè, nó ra việc đặc điểm của giống này là nó ra cái hoa nó búp ha, búp hình parabol vậy đó, búp hình parabol ha, thì nó rụng luôn à, nó không có xòe ra lè lẹt như là cái cúc đọt xanh hồi nãy, đọt xanh nãy là nó nhiều cánh hơn, nó ra hoa nó ra chùm vậy đó, còn này nó ra thưa hơn ha, này thưa hơn này, một cái nụ hoa này ha, à, có vẻ nó thưa hơn và cái lá nó ra thì nó màu đỏ chỉ sang màu nâu á, chứ không hoa màu xanh giống như giống cúc hồi nãy ha. Hoa này rất là đẹp á, này giống cúc mà cúc đọt đỏ nè.
cúc đọt đỏ nè ha. Cái này kháng bệnh cực kỳ mạnh á, kháng bệnh cực kỳ mạnh luôn. Cái này ra nó bị sâu kìa nè, bị sâu nè, mình nó cũng lướt được á. Giống này nó mạnh dữ lắm. Giống này một cái mai giống mai rừng, mai núi gì á. Kháng bệnh dữ lắm. Nó chậm lớn á, giống như kiểu mai tứ quý vậy. Mai tứ quý á. Mai tứ quý nó kháng bệnh dữ lắm. Trồng mai tứ quý giống như kiểu mà trồng mai tứ quý chúng ta không có lo bệnh hoạn nha. Còn giống này cũng y chang nha. Nó không giống mai rừng, mai núi nè. Nó dẫm á, hình dẫm rất là đẹp. Cúc này nè, nó không có chàng bạc đấy, giống như kiểu mấy cái cúc rồng bay đâu kia, rồng bay cúc bi đâu. Cánh hoa lúc nào cũng dẫm dẫm rất là đẹp, nó dễ thương ha. Cái lá cũng dễ thương đó nè, ra là nguyên cái cây mà nó màu đỏ thế này. Để anh em xem coi mình có cái hình đi bên chợ hoa quận 7 á, có chụp những cây cúc đọt đỏ đó nè. Những cây người ta ghép những cây lớn á, hoa rất là nhiều hoa luôn à, tùm sùm luôn á, cúc đọt đỏ nè. Nhìn cái lá thì cũng mê nữa ha, những lá cây mà đỏ đỏ à, hồng hồng này cũng đã nó, hồng hồng cũng đã nè. Cái nậu cũng còn vo. Sáu hương á, cúc sáu hương đây, đây giống cúc sáu hương ha, đây. Nụ cũng tròn vo, hay là dạng cúc bi á, cũng được lai đột biến nè. Sáu hương này thì mình mua ở Sài Gòn đây, đi chợ Tết thì mình mua của một cái vườn anh ở Bình Định nè. Cúc sáu hương á, sáu hương thì cái không có quá nhiều cánh. Này giống này hay cũng mạnh đó. Đó giống sáu hương này nó mạnh. Giống cúc sáu hương này nè, nó chỉ có một lớp cánh thôi, một lớp cánh nằm dưới thôi ha. Những lớp cánh kia thì nó không có phục ra được. Này thì nó có cái nét này giống như mai giảo vậy ha, giống như mai giảo vậy. Giống này thì đặc điểm là nó rất là mạnh nè, rất là mạnh. Đây, cúc sáu hương những cái bông to này, những cái bông nhiều cánh hơn nè. Đây cũng hay được hai ba lớp cánh, thì lên như lớp cánh sau cùng nó sẽ xếp gọn lại ha, nó xếp gọn lại nó không có lòe ra, xếp gọn lại không có lòe ra ha. Nhìn nó làm kiểu giống như nó bị cái bằng bông trong này nè, nó bị cuồn cuồn lại ha, nó bị khùng khùng lại chứ nó không có cái cánh này nè, nó không có cánh ở phần trong này nè. Đây không có nó phục bung ra hết à, không giống như cúc đọt đỏ và cúc đọt xanh ở đây ha. Hiệu ít chiều nhiều thì nó cũng không có bị teo lại, còn cái này nó bị teo lại nè, những cánh nhỏ nè nó bị teo lại ha. Cái giống sáu hương ha, đây còn cái rồng bay của mình ở đây nè. Rồng bay này đem về đây nó rụng hết trơn à, còn có hoa duy nhất à, này cái búp mà búp rất là tròn á, búp rất là tròn đây. Đây lần trước mình có quay những cái video mà mình chuyên về cái giống này nè, hoa rất là đẹp á, rồng bay nè, rồng bay á, thụ trò rất đẹp, hoa rất là nhiều cánh á, 5-6 lớp đỉnh đã dữ lắm. Cây này thì em về đây bữa đem về chở xe tải từ Sài Gòn mà chở về, nó nóng quá nó rụng bông nụ quá trơn hay sao. Đây là sáu hương á, sáu hương thì khỏe hơn. Còn loại cúc VIP đó ha, còn loại cúc VIP đó, cúc VIP thì của mình nó bị rụng nụ hết trơn. Bữa chở xe tải dòng sắt mà bị dòng dằn sóc á, nó giữa trời nắng á. Còn loại cúc ra 50 cánh á, 50 cánh thì mình chỉ có giống thôi. Giống này không có mặt hoa ha. Là mình có được 6 giống cúc, là cúc bi của miền Nam nè. Đấy, cúc đọt xanh, cúc bi đọt xanh nè, cúc đỏ nè, cúc sáu hương nè, rồi cúc rồng bay nè, cúc VIP nè, cúc ra 50 cánh nè, 6 giống cúc. Thì sau Tết này là mình sẽ nhân giống ha, chia sẻ cho anh em, giao lưu cho anh em gần xa nha.
Đây, vườn mình ở Chợ Lách Bến Tre, xã Long Thới, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre ha. Anh em nào có dịp thì mời anh em ghé vườn rồi chơi nha. Và bên mình cũng có nhận là ship hàng đi tỉnh nè, ship có toàn quốc luôn. Những cây giống này thì ship dễ rồi, để chia sẻ giao lưu giống cho anh em chơi nha. Đây, được 6 giống cúc ha, 6 giống cúc mình được du nhập từ Bình Định nè. Rồi, xin chào anh em á, cảm ơn anh em quan tâm và theo dõi video này rất là nhiều. Hôm nay là ngày mùng 3 Tết á, mùng 3 Tết là ngày trong đạo Chúa mình á, đó là ngày cầu mùa á. Đây, cầu mùa. Ngày mùng 1 là cầu bình an, ngày thứ 2 là cầu cho ông bà tổ tiên, và ngày thứ 3 cầu mùa. Cầu mùa là cầu cho mùa màng á, mùa màng mua bán, cầu cho mùa màng thuận lợi, cầu cho việc làm ăn á, nó thuận lợi đây. Thì ngày hôm nay cũng ý nghĩa là ngày mùng 3 Tết á, kính chúc mọi người làm ăn hoặc là thuận lợi, thuận buồm xuôi gió. Rồi, xin chào.